Thánh Thi chương 78, thơ của Asaph để dạy dỗ. Hỡi dân ta, hãy lắng tai nghe lời dạy dỗ của ta, hãy nghiêng tai nghe lời từ miệng ta. Ta sẽ mở miệng nói lời châm ngôn, giải câu đố của thời cổ xưa, là điều chúng ta đã nghe, đã biết, và tổ tiên chúng ta đã thuật lại cho chúng ta. Chúng ta sẽ không giấu giếm những điều này với con cháu chúng ta, nhưng thuật lại cho hậu thế những điều đáng ca ngợi của Chúa, quyền năng của Ngài cùng những phép lạ Ngài đã làm. Ngài lập luật lệ của Ngài nơi Gia-cốp và định kinh luật của Ngài trong Israel. Ngài truyền tổ tiên chúng ta phải dạy kinh luật cho con cháu họ, để hậu thế, tức là những con cháu sẽ sinh ra, biết kinh luật, rồi đến phiên chúng tiếp tục thuật lại cho con cháu mình, hầu cho chúng nó để lòng trông cậy Đức Chúa Trời, không quên những công việc Ngài đã làm, và gìn giữ các điều răn Ngài, để chúng sẽ không như tổ tiên mình, là thế hệ cứng đầu phản loạn, một thế hệ có lòng không kiên định, tâm thần không trung tín cùng Đức Chúa Trời. Con cháu Ephraim vũ trang cung tên, nhưng bỏ chạy trong ngày lâm trận. Chúng không giữ giao ước của Đức Chúa Trời, từ chối sống theo kinh luật. Chúng quên đi những công việc Ngài đã làm và những phép lạ Ngài đã bày tỏ cho chúng. Ngài đã làm phép lạ trước mắt tổ tiên họ tại nước Ai Cập, nơi đồng bằng Xô-an. Ngài rẽ nước biển cho họ đi xuyên qua và làm cho nước đứng lại như bức tường. Ban ngày, Ngài hướng dẫn họ bằng đám mây. Suốt đêm Ngài hướng dẫn họ qua ánh sáng của lửa. Ngài chẻ đá trong sa mạc và cho họ uống nước thỏa thích như từ vực sâu. Ngài làm suối tuôn ra từ tảng đá và nước chảy ra như dòng sông. Nhưng chúng cứ tiếp tục phạm tội với Ngài, phản loạn cùng đấng chí cao trong sa mạc. Chúng cố ý thử Đức Chúa Trời, đòi thức ăn mà họ thích. Chúng nói nghịch cùng Đức Chúa Trời rằng, Đức Chúa Trời có thể đãi tiệc trong sa mạc được không? Kìa, Ngài đã đập tảng đá cho nước phun ra và suối nước tuôn tràn. Nhưng Ngài có thể cũng ban bánh hay cung cấp thịt cho dân Ngài chăng? Cho nên khi Chúa nghe như thế, Ngài rất tức giận. Lửa bốc lên thiêu Gia-cốp, Ngài cũng nổi giận cùng Israel, vì chúng không tin tưởng nơi Đức Chúa Trời, cũng không tin cậy vào sự giải cứu của Ngài. Dầu vậy, Ngài ra lệnh cho các tầng trời trên cao. Ngài mở cửa trời, đổ mưa mana xuống cho họ ăn, ban thóc từ trời cho họ. Mỗi người đều ăn bánh của thiên sứ. Ngài gửi thức ăn cho chúng đầy đủ. Ngài tạo gió đông từ trời, và bởi quyền năng mình dẫn gió nam đến. Ngài làm mưa thịt rơi trên chúng như bụi đất, và ban chim có cánh như cát bãi biển. Ngài cho chim rơi vào giữa trại, xung quanh lều họ ở, nên họ ăn thịt chim no nê, vì Ngài đem cho họ vật họ thích. Nhưng trước khi chán chê vật họ thích, khi thịt vẫn còn trong miệng, Đức Chúa Trời nổi giận cùng họ. Ngài giết những kẻ mạnh mẽ nhất của chúng. Ngài hạ sát những thanh niên của Israel. Mặc dù như thế, họ vẫn phạm tội, vẫn không tin các phép lạ Ngài làm. Cho nên Ngài làm cho ngày tháng chúng nó tiêu tan như hơi thở, cho năm tháng chúng nó tận cùng trong kinh hoàng. Khi Ngài sát hại chúng, chúng mới tìm kiếm Ngài, ăn năn và cầu khẩn Đức Chúa Trời. Chúng nhớ lại rằng Đức Chúa Trời là vầng đá của mình, Đức Chúa Trời chí cao là đấng cứu chuộc họ. Nhưng chúng chỉ đãi bôi ngoài miệng với Ngài. Nhưng chúng chỉ đãi bôi ngoài miệng với Ngài. Lưỡi chúng nó dối trá cùng Ngài, lòng chúng nó không kiên định cùng Ngài, cũng không trung tín với giao ước Ngài. Nhưng Ngài vì lòng thương xót tha thứ sự gian ác, không hủy diệt họ. Nhiều lần Ngài kiềm chế cơn giận mình, không tỏ hết cơn thịnh nộ Ngài, vì Ngài nhớ lại rằng chúng nó chỉ là người phàm, là cơn gió thoáng qua và không trở lại. Đã bao nhiêu lần chúng phản loạn cùng Ngài trong sa mạc,
làm buồn lòng Ngài nơi đồng hoang. Rồi chúng lại thử Đức Chúa Trời và khiêu khích Đấng Thánh của Israel. Chúng nó không nhớ đến quyền năng Ngài, hay ngày Ngài giải cứu chúng khỏi kẻ áp bức. Thế nào Ngài đã tỏ các dấu lạ tại Ai Cập, làm những phép màu nơi đồng bằng Xô-an. Ngài biến các sông của người Ai Cập thành máu, nên họ không thể uống từ các nguồn nước mình. Ngài sai bầy sâu bọ đến cắn phá chúng, và ếch nhái đến phá hại chúng. Ngài ban mùa màng họ cho châu chấu, và hoa quả của họ cho cào cào. Ngài phá hủy vườn nho của họ bằng mưa đá, và cây vả bằng tuyết giá. Ngài phó súc vật của họ cho mưa đá, và chiên của họ cho sấm sét. Ngài đổ xuống trên họ cơn giận dữ thịnh nộ, căm phẫn và khốn khổ, tức là một đoàn sứ giả hủy diệt. Ngài mở đường cho cơn giận Ngài, không dung thứ linh hồn họ khỏi chết, nhưng phó mạng sống họ cho nạn dịch. Ngài đánh chết tất cả con đầu lòng trong Ai Cập, tức là sinh lực đầu tiên trong các trại của cham. Ngài dẫn dân Ngài ra như đàn chiên. Ngài hướng dẫn họ trong sa mạc như dẫn đàn súc vật. Ngài hướng dẫn họ an toàn, họ không sợ hãi, nhưng biển tràn ngập kẻ thù họ. Ngài đem họ vào vùng đất thánh, đến núi mà cánh tay phải Ngài đã chiếm được. Ngài đánh đuổi các nước khỏi trước mặt họ, bắt thăm phân chia ruộng đất của chúng làm sản nghiệp. Ngài cho các chi tộc Israel định cư trong nhà cửa của các dân ấy, nhưng họ đã phản loạn cùng Đức Chúa Trời chí cao, và không tuân giữ các luật lệ của Ngài. Họ trở mặt bội bạc như tổ tiên mình. Họ có hành động không đáng tin cậy như cây cung gãy. Chúng khiêu khích Ngài tức giận vì những miếu thờ. Chúng làm Ngài bực mình vì những tượng thần của chúng. Khi Đức Chúa Trời nghe như thế, Ngài rất tức giận. Ngài hoàn toàn từ bỏ Israel. Ngài rời bỏ nơi ngự của Ngài ở Silo, tức là đền tạm nơi Ngài ngự giữa loài người. Ngài để uy lực của Ngài bị bắt cầm tù, và giao huy hoàng của Ngài vào tay kẻ thù nghịch. Ngài bỏ dân Ngài cho gươm giáo và vô cùng tức giận cùng họ. Các thanh niên bị binh lửa ăn nuốt, cho nên những thiếu nữ không còn người cưới mình. Những thầy tế lễ gục ngã vì gươm giáo, nhưng các quả phụ của họ không thể khóc than. Thế rồi Chúa thức dậy như từ giấc ngủ, như dũng sĩ hăng say vì rượu. Ngài đẩy lui quân thù, làm cho họ nhục nhã đời đời. Ngài từ bỏ dòng họ Joseph, không chọn chi tộc Ephraim, nhưng Ngài chọn chi tộc Juda và núi Sion là nơi Ngài chuộng. Ngài xây đền thánh của Ngài như trời cao, như quả đất mà Ngài đã lập đời đời. Ngài chọn David làm tôi tớ mình. Ngài rút ông ra khỏi chuồng chiên. Từ việc chăm sóc đàn chiên, Ngài cất ông lên chăn giữ nhà Gia-cốp dân Ngài và chăn giữ Israel cơ nghiệp Ngài. David đã lấy lòng thành thật chăn dắt họ và dùng tài năng khéo léo lãnh đạo họ. Thánh Thi, chương 79. Cầu nguyện cho Jerusalem và dân tộc Do Thái. Lạy Đức Chúa Trời, các nước đã xâm phạm cơ nghiệp Ngài, làm cho đền thánh Ngài thành ô uế và gây cho Jerusalem đổ nát. Chúng vứt thay các tôi tớ Ngài cho chim trời ăn thịt và bỏ xác những người trung tín của Ngài cho thú rừng trên đất. Chúng làm đổ máu họ như nước chảy quanh khắp Jerusalem, nhưng không có ai chôn cất. Chúng tôi trở thành cớ chế giễu cho các dân láng giềng, là lời chế nhạo vật đáng khinh cho những nước chung quanh. Lạy Chúa, cho đến bao giờ Ngài sẽ giận đến đời đời ư? Cơn thịnh nộ ghen tức của Ngài vẫn cháy như lửa chăn. Xin hãy đổ cơn giận Ngài trên các nước không nhận biết Ngài và trên các vương quốc không cầu khẩn danh Ngài, vì chúng đã ăn nuốt Gia-cốp và phá hủy quê hương người. Xin chớ ghi nhớ tội lỗi trước kia của chúng tôi. Xin lòng thương xót Ngài mau mau đến giúp chúng tôi, vì chúng tôi mòn mỏi vô cùng. Lạy Đức Chúa Trời, đấng cứu rỗi chúng tôi, xin giúp đỡ chúng tôi vì vinh quang của danh Ngài.
xin cứu chuộc và tha thứ tội lỗi chúng tôi vì cớ danh Ngài. Tại sao các nước dám hỏi, Đức Chúa Trời của chúng nó ở đâu? Ngay trước mắt chúng tôi, nguyện các nước nếm biết sự báo thù huyết mà các tôi tớ Ngài đã đổ ra. Nguyện tiếng than thở của những kẻ tù đầy thấu đến trước mặt Ngài. Tùy quyền năng vĩ đại của Ngài, xin hãy cứu thoát những kẻ bị đày đọa cho chết. Lạy Chúa, xin hãy đáp trả gấp 7 lần vào lòng những nước láng giềng về lời chế giễu mà họ đã chế giễu Ngài. Còn chúng tôi là dân của Ngài, là đàn chiên của đồng cỏ Ngài. Chúng tôi sẽ cảm tạ Ngài mãi mãi, sẽ tiếp tục ca ngợi Ngài đời đời. Thánh Thi chương 80, theo điệu hoa huệ cho nhạc trưởng. Lạy đấng chăn giữ Israel, đấng hướng dẫn dòng dõi Joseph như đàn chiên, xin hãy lắng tai nghe. Lạy đấng ngự trên Cherubim, xin hãy chiếu sáng trước mặt Ephraim, Benjamin và Manasseh. Xin hãy tỏ quyền năng của Ngài ra và đến giải cứu chúng tôi. Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy phục hồi chúng tôi lại. Xin ân sủng Ngài tỏa sáng thì chúng tôi sẽ được cứu rỗi. Lạy Chúa, Đức Chúa Trời vạn quân, Ngài giận dữ không nghe lời cầu nguyện của dân Ngài cho đến bao giờ? Ngài đã cho họ ăn bánh giọt lệ và uống đầy nước mắt. Ngài làm chúng tôi thành vật tranh giành giữa các nước láng giềng. Các kẻ thù cùng nhau cười nhạo chúng tôi. Lạy Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy phục hồi chúng tôi trở lại. Xin ân sủng Ngài tỏa sáng thì chúng tôi sẽ được cứu rỗi. Ngài đã đem cây nho ra khỏi Ai Cập. Ngài đánh đuổi các nước đi và trồng nó. Ngài sửa soạn đất sạch sẽ cho cây nho. Nó đâm rễ và mọc đầy trên đất. Bóng cây che các núi đồi, và cành nó che phủ các cây tùng của Đức Chúa Trời. Các cành nho vươn ra tận biển, chồi nó lan rộng đến tận sông. Sau Ngài lại phá đổ tường rào nó, để mọi kẻ qua lại hái trộm nho, để heo rừng cắn phá và thú đồng phá hại. Lạy Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy trở lại. Từ trên trời xin Ngài nhìn xuống, đoái xem và chăm sóc cây nho này. Là cây mà tay Ngài đã trồng, là con trai mà Ngài đã nuôi dưỡng cho mình. Cây nho bị lửa đốt và bị chặt đi. Họ bị hủy diệt vì nét mặt trách mắng của Ngài. Nguyện tay Ngài phù hộ người ngồi bên tay phải Ngài, là con người mà Ngài đã nuôi dưỡng cho mình. Chúng tôi sẽ không từ bỏ Ngài nữa. Xin Ngài cho chúng tôi sống thì chúng tôi sẽ cầu khẩn danh Ngài. Lạy Chúa, Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy làm cho chúng tôi quay trở lại. Xin ân sủng Ngài tỏa sáng thì chúng tôi sẽ được cứu rỗi. Thánh Thi chương 81, lời kêu gọi vân phục Chúa. Hãy lớn tiếng ca ngợi Đức Chúa Trời là sức lực chúng ta. Hãy reo hò vui vẻ cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Hãy bắt đầu âm nhạc, hãy đánh trống cơm, hãy khảy đàn hạt du dương hòa cùng đàn lia. Hãy thổi tù và vào ngày trăng mới và ngày trăng tròn để báo hiệu các ngày lễ của chúng ta. Vì ấy là một quy luật cho Israel, luật của Đức Chúa Trời của Gia-cốp, một sắc luật Ngài lập với Joseph khi Ngài đi ra đánh nước Ai Cập, nơi mà tiếng nói tôi nghe nhưng không hiểu. Ta đã cất đi gánh nặng khỏi vai ngươi và tay ngươi khỏi sách giỏ. Khi gian truân, ngươi cầu khẩn và ta giải cứu ngươi. Ta đã đáp lời ngươi từ nơi bí ẩn của sấm sét. Ta đã thử ngươi nơi mạch nước Meriba, Sela. Hỡi dân ta, hãy lắng tai nghe lời ta khuyên. Hỡi Israel, ước gì ngươi lắng tai nghe ta. Chớ có một thần lạ nào giữa vòng các ngươi, cũng không được thờ lạy một thần ngoại quốc nào. Chính ta là Chúa, Đức Chúa Trời ngươi. Ta đã đem ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Hãy há to miệng ra, ta sẽ đúc đầy. Nhưng dân ta không nghe lời ta, Israel không muốn vâng phục ta, nên ta để chúng nó đi theo tấm lòng ương ngạnh của chúng nó.
theo mưu ý riêng của mình. Ước gì dân ta nghe ta, ước gì Israel đi theo đường lối ta, thì ta sẽ sớm chinh phục kẻ thù của chúng và đưa tay chống lại địch thủ của chúng nó. Những kẻ ghét Chúa sẽ phải quy phục Ngài, chúng sẽ phải quy phục Ngài đời đời. Nhưng Ngài sẽ lấy lúa mì tốt nhất để nuôi Israel và lấy mật từ đá làm chúng thỏa dạ. Thánh Thi chương 82. Thơ Asaph. Đức Chúa Trời ngự trong hội đồng Ngài. Ngài phán xét giữa các thần: các ngươi sẽ xét xử bất công và thiên vị kẻ ác cho đến bao giờ? Sê-la. Hãy xét xử ngay thẳng cho những người yếu kém và kẻ mồ côi. Hãy giữ lẽ công bình cho kẻ khốn cùng và người nghèo khó. Hãy cứu vớt kẻ yếu kém và nghèo khổ, giải cứu họ khỏi tay những kẻ ác. Các ngươi không biết cũng không hiểu, các ngươi đi lại trong tối tăm. Mọi nền tảng của quả đất đều siêu vẹo. Ta bảo các ngươi là thần, tất cả các ngươi đều là con của đấng chí cao. Nhưng các ngươi sẽ chết như người phàm, sẽ ngã quỵ như một trong những vua chúa cai trị. Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy đứng dậy và phán xét thế gian, vì tất cả các dân tộc đều là cơ nghiệp của Ngài. Thánh Thi chương 83. Thơ Asaph bài hát. Lạy Đức Chúa Trời, xin chớ im lặng. Lạy Đức Chúa Trời, xin đừng nín lặng, xin chớ điềm nhiên. Vì kìa, những kẻ thù của Ngài náo động, những kẻ ghét Ngài nghếch mặt lên. Chúng lập mưu thâm hiểm chống dân Chúa, chúng bàn kế hại những kẻ Ngài bảo vệ. Chúng bảo, chúng ta hãy đến tiêu diệt dân tộc chúng nó, để không ai còn nhớ đến tên Israel nữa. Vì chúng đồng âm mưu, chúng kết ước chống lại Ngài. Các dân Edom và Ismael, Moab và Hagarit, Geban, Amon, Amalek, Philistin và dân Tyre, dân Assyri cũng hiệp với chúng nó mà hỗ trợ cho con cháu Lót. Xin hãy làm cho chúng nó như Ngài đã làm cho Madian, cho Sisera, cho Jabin tại sông Kishon. Chúng nó bị tiêu diệt tại Endor, bị làm phân bón đất. Hãy làm cho những người quyền quý chúng nó giống như Osef và Cf, cùng tất cả hoàng tử chúng nó giống như Sebat và Sanmuna. Vì chúng nó nói rằng, chúng ta hãy chiếm lấy cho mình đất đai của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy làm cho chúng nó như bụi trong cơn gió lốc, như trấu trước cơn gió, như lửa thiêu hủy rừng, như ngọn lửa đốt cháy các núi thể nào. Xin Ngài dùng bão táp đuổi bắt chúng nó và lấy giông tố làm chúng kinh hoàng thể ấy. Lạy Chúa, xin Ngài làm cho mặt chúng đầy dẫy nhút nhơ, để chúng nó tìm cầu danh Ngài. Nguyện chúng nó bị hổ thẹn và kinh hoàng đời đời. Nguyện chúng nó bị nhục nhã và hủy diệt. Nguyện chúng nó biết rằng chỉ một mình Ngài danh là Chúa, là đấng tối cao tể trị trên cả thế gian.